Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Thiên học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu template hết sức là đẹp mắt dành cho cái phần mềm đồ họa dựng phim Adobe After Effects. Và đây là một cái mẫu template Sweet Love Slideshow, là cái tình yêu ngọt ngào, và nó là một cái mẫu dành cho Adobe After Effects rất là đẹp mắt với những cái hiệu ứng ánh sáng dịu và các những cái hạt chi tiết hoạt hình văn bản đơn giản và những hiệu ứng chuyển tiếp rất là mượt mà. Và cái mẫu template này nó có 30 cái chỗ dành sẵn cho những hình ảnh và video, và 17 chỗ dành sẵn cho những hiệu ứng văn bản và tiêu đề mà các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp. Và đây là một cái cách đáng yêu nhất để thể hiện những cái ngày lễ đính hôn, ngày cưới và những cái dịp lễ đặc biệt và những cái ngày lễ tình nhân trọng đại và kỷ niệm ảnh bạn bè và gia đình. Và cái template này nó gây ấn tượng với khán giả của các bạn bằng cái mẫu Adobe After Effects hoạt hình hoành tráng và cực kỳ đẹp mắt này. Và nó ở cái độ phân giải 1920x1080. Và điều đặc biệt nó không chạy qua plugin, và các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên cái mẫu After Effects đẹp mắt này. Và để sử dụng cái mẫu template Adobe After Effects tình yêu ngọt ngào này thì các bạn mở cái thư mục ở đây lên và vào thẳng cái project ở đây là cái Sweet Love Slideshow. Và đây là cái phần mềm Adobe After Effects, là cái bản mới nhất tính đến hiện tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2023. Và đây là cái bản Adobe After Effects nó tương thích với những cái bản After Effects CC 2015 trở lên. Và với cái bản 2023 mới nhất này thì nó hoàn toàn có thể tương thích được với cái project và cái template trên. Và đây là cái giao diện của cái mẫu Sweet Love Slideshow. Và các bạn có thể để ý ở đây là cái mục Edit Con, là tất cả các mục ở đây. Và trong cái mục Edit Con mà các bạn lưu ý ở đây có mục Add Photo và Edit Text, có nghĩa là chỉnh sửa lại cái nội dung tiêu đề và thay đổi cái số hình ảnh ở trong những cái hình cái trái tim. Và điều đầu tiên bây giờ là các bạn sẽ chọn một số hình ảnh các bạn đã lựa chọn sẵn và để import vào cái dự án video của các bạn chuẩn bị làm. Và đây là một số hình ảnh mà tôi đã lựa chọn và làm mẫu ở trong cái dự án video này, Sweet Love Slideshow. Và đầu tiên thì các bạn vào cái mục folder ở đây là App Photo. Và tất cả có 30 cái mẫu phương tiện chỉnh giữ chỗ hình ảnh. Và đầu tiên các bạn sẽ nhấp vào cái mục photo số 01. Và ở đây là cái hình ảnh số 01. Và các bạn sẽ kéo xuống và tìm cái mục hình ảnh mà các bạn đã lựa chọn sẵn ở đây. Và các bạn sẽ kéo thả xuống cái mục bên dưới ở đây. Và các bạn tắt cái thứ tự cái text số 01 đi. Và các bạn sẽ bắt đầu nhấp vào cái mục ở đây và transform, tìm xuống transform, và các bạn sẽ scan cái khung hình này ra cho nó rộng, nó tương thích với cái khu vực hình ảnh ở đây. Và các bạn sẽ sử dụng cái công cụ position và di chuyển cái bức hình làm sao cho nó cân giữa ở cái bức hình ở đây. Khi mà các bạn đang sử dụng thì các bạn thấy nếu để ở cái chế độ auto hỏng thớt thì cái giao diện bức ảnh, cái ảnh ở trên cái khung hình ở đây nó sẽ bị mờ. Và nếu để nó muốn nét mà các bạn sẽ theo dõi trực quan hơn thì sẽ ấn vào cái mục full ở đây thì là nó sẽ hiển thị bức ảnh, sẽ giao diện nó sẽ rất là nét. Và tiếp theo các bạn về là cái mục Undercom ở đây và kiểm tra lại cái bức hình đầu tiên. Và các bạn có thể thấy là cái hình đầu tiên đã được import vào thành công. Và tiếp theo là lại về cái khu vực bức ảnh số 2, photo số 02. Và tiếp theo là import như cái bước thao tác số 1, 01 là bắt đầu các bạn tìm bức ảnh và tắt cái mắt ở cái Subtle Layer này đi, Subtle Layer và cái Text 02 là cái danh sách. Và sẽ kéo xuống, tìm xuống Transform và scan cái khung hình ra, rộng ra, tương thích với cái khung hình. Và kéo ở cái mục Position. Đây, nếu mà các bạn không có những cái mẫu template hoặc là những cái project thì cái bước làm việc nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì cái Adobe After Effects nó rất là khó. Để mà làm được những cái mẫu như thế này thì phải yêu cầu cái trình độ nó khá là cao và sẽ rất là mất nhiều thời gian.
Thì thay vì các bạn muốn có một cái mẫu như thế thì đương nhiên một là các bạn bỏ tiền ra mua, và hai các bạn liên hệ trực tiếp với những cái bên mà có những cái dữ liệu tài nguyên đồ họa đẹp mắt như thế này, các bạn có thể mua hoặc là xin. Và các bạn có thể thấy là cái bức ảnh giao diện số 2 đã được import là thành công, và tất cả khi mà những cái quả tim ở đây nó đã hiển thị tất cả ở đây thì các bạn có thể thấy là nó rất là lung linh và đẹp mắt ở trong tất cả những cái quả tim là hình đánh số. Và tiếp theo với cái bức ảnh số 03 và các bạn sẽ import, cũng như là cái bức ảnh số 2 và số 1 và các bạn sẽ lại tìm import bức ảnh ở đây. Và tắt cái mắt này đi. Và tiếp theo tìm xuống transform và scan cái bức ảnh này ra. Và kiểm tra lại cái quá trình mà đã thao tác và chạy ảnh. Các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp mắt. Và bây giờ thì cái bước đầu tiên là cơ bản là nó rất là đơn giản và rất dễ sử dụng. Và bây giờ tôi chia sẻ với các bạn cái cách mà sử dụng cái text là cái tiêu đề. Và cái nội dung tiêu đề ở cái ở đây là cái nội dung tiêu đề của những bức hình hiển thị, thì các bạn là nhấp vào cái thư mục Edit Text ở đây. Và tiếp theo đầu tiên là cái mục Text 01, và các bạn có thể thấy hiển thị ở đây là cái Happy Valentine Day. Và các bạn bôi đen ở cái khu vực khung chữ này, và các bạn sẽ xóa nó đi và các bạn sửa lại cái nội dung. Và các bạn có thể thấy là cái mục text số 01 là cái bức ảnh số 1 đầu tiên là nó đã được hiển thị là những cái bức hình đã được thay đổi lại cái nội dung là cái kỷ niệm ngày cưới. Và cái này rất là đơn giản, và cái bước tiếp theo thì cũng như thế thôi. Và cái bước text thứ hai thì cũng là romantic slideshow, thì các bạn sẽ nhấp chuột vào cái khu vực ở đây và các bạn sửa lại cái nội dung. Và các bạn có thể thấy là cái text số 02 đã được chỉnh sửa và theo đúng cái nội dung như cái dự án video mà các bạn mong muốn. Và các bạn có thể thấy là nó qua cái bước mà một hai bước đầu mà tôi đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn, là các bạn có thể nắm rõ được cái công thức mà làm được một cái mẫu template, một mẫu project mà nó có sẵn, và nó kỷ niệm cho những các bạn làm được một cái video hoàn hảo cho những cái ngày lễ đính hôn, ngày cưới, hay là những cái dịp đặc biệt, hoặc là ngày lễ tình nhân, hay là những ảnh của bạn bè và gia đình, và những cái ảnh khách hàng của mình. Và như vậy là cái video này tôi chia sẻ với các bạn cái mẫu template tình yêu ngọt ngào này thì đến đây là kết thúc. Thì một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.